Sau tác cha thanh lại bom mẹ bì nòng, mới bì nòng bứng le chương trình quam tay, không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên. Cuồng chương trình mưa nỉ, xung khỏi sò trên họt thanh lại bom mẹ bì nòng, chú bai tèm xương lặng. Khải cốc lò bay, bánh khải hùa chờ xôn phe sắc tràn, mưa sàm xích tăm vườn xí. Điện Biên huy cài phát nừng chua hơn, khói cài cạt cung ưa xa, té đề án không cầu. Là suốt chương trình mưa phì nồng bứng le bay tèm, luông nếu chưa côn khe, té du lịch phản cuống nặng Điện Biên. Khai ni mơi bò mè phì nồng bứng le chương trình, chiêng phì nồng hoa sườn, bảng xuân sơ cò lộc muôn hồng pì, ha và chú luông bốn sườn, ngắm họt tọt thần, ma mư sàm xếp cam bờn xí, lưng đầy chứ chầm cuồng mốc cuồng chờ, không chu kiều chiến bình, cò sung bảng xôn sức, nặng nà trần miên nàm. Tào mắc khắp nơi kìn rú hàng mử, chú côn lính bảng trầu lưng bánh khầy hùa chờ, bộ đội bú hô, chóng hanh mà bè dê sườn, cảnh lưng vo giòn ngân lang cách mang, hở lan nóm cầm. Cọp hôm anh tẳng tánh quê hơn, mưa hương hằng mi đi đầy. Bị đầu cỏ xin, hót mử xàm xếp cam bườn xí, mử giải phóng miết nằm lồng liên tiền mương. Chú kiều chiến bình cò xung bằng xung sức mỹ chất mương, đằng kiền xú, nằng xã Thành Yên, huyền Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cò bòm bò nả ổ tô, tờn lau chú ngườn lang, ma nham bản mương tiền sắc sửa, đàn tay bòm phốc. Chạm pha cuồng bằng xung sức mỹ, mỏi cung mỏi nàng tịa, xú đờn tì la cằn, ha và chú cung bòm nhỏng ảng, cánh lưng ngắm họt tọt thần. Xí xếp cầu bì cải ma, khay nỉ bồm hùa cỏ phồng ho, ha phà luông bốn sườn, ma bưng bì bườn xôn sơ khản cả, luông báp mò khó chờ, lượt tốc giảng o, cánh phà lại côn, cỏ lay bò bồng kinh. Lưng mèn luông chứ trầm cuồng, mau cuồng chờ, bóng mi chơi đờ lưng, khòng chu kiều chiến bình. Cáp thầu Nguyễn Văn Phản, số thôn Thanh Hà, xã Thành Yên, huyện Điện Biên. Mèn quân lính cò khảm cài bảng xuân sắc, cánh trứng mài chuột luông gồm mốc tộc chờ, đàn te bòm phốc. Luông xuân sơ khản cả lay bò bồng kinh, khòng pịt nòng bàn phương, bò mè giản bay. Cánh và trứng mài luông ác tràn, khòng mũ côn thu. Trắng hệt đầy, luôn nghĩa nhớ luồng, khòng bằng xôn bè sắc tràn, dệt bền lang bè mử xàm xếp cầm bườn xí. Bừa sân nằn, xưa phở mết, thầu xằm muồn mưng nhỏng ảng, cánh quý banh, bưng mử bản mương để trung yên bản sáng, xương mử nỉ. Nghĩ đến cái mình vào chiến dịch là rất là oai hùng. Như vậy là đi vào cứ họt mử xàm xếp cầm bườn xí, ngắm lầu nham xôn sắc bàng chậu, khỏi hình chú côn xung bàng xôn sắc, bòm bánh khầy hùa trà hàn cả, cánh pha giải phóng miên nằm, xung khỏi phở cỏ su tì muôn mưng. Khay nỉ tàu ma hươn, lưng đề đảng hươn mương bồng chờ, xung khỏi cỏ muôn mưng hình. Nọ hiểm hài báp mò, bấu chắc chi lay bò bồng kinh nham đờ. Hư nhân khổ dạ chát đừng mở, ăn men tảng bình sốt xét. Thầu Nguyễn Viết Hiểu, du thôn Đồng Biển Hà, xã Thành An, huyện Điện Biên, hở hủ. Cuồng giàn nham, sung bàng, xôn sức, té bị bắt nừng cỏ hỏi chê xếp giảm, họt bị bắt nừng cỏ hỏi chê xếp hạ. Đơn vị thầu để đóng quần, nặng cuồng bá bu. Bữa xin cò bố ly đầy bình sốt xét. Mắn mắn lò sẵn nào ma. Họt bì bắt nừng cầu hỏi chết xếp hạ. Đơn vị thầu để lệnh tập khẩu thị xã Tam Kỳ, Hội An, Cảng Chu Lai, Khổng tỉnh Quảng Nam. Lặng nằn sớp tàm, lông bày Sài Gòn, xôn xấp.
đóng quân ở rừng thì nói thật với các anh là nó quá khổ. Cái thời gian chúng tôi nào là học nào cả cách coi như là mắc võng rồi cách tăng rồi đủ cho nọ đồ kia mà hầu đóng như quân cuồng bá pu khổ khốn báp mò hình té chơ khỏi bề bộ đùi bị bắt nâng cỏ hỏi chê xếp xàm họ giáo bườn xí bị bắt nâng cỏ hỏi chê xếp hạ chơ đơn vị tập khẩu Sài Gòn trắng bóng mi bá pu nhằm nằn khỏi du quân quân đoàn dòng đảng tập khẩu sinh độc lập cách năn giáo sòng hỏi thước mớ lò để lệnh răng xìa phải hở đoàn xe tăng khẩu mưa còn xông khỏi đàng sạt khẩu mưa mớ để giáo hạ xếp thưa hư để lệnh cưng tàu ma xảo hà sắp bắt mũ sức xưa đặc len té quần dinh độc lập o ma 40-50 mét nữa thôi thì lại dừng lại là đi bắt những cái bọn tù binh nó đang chạy ở ngoài đường. Bưng mở bườn xí trên lang xông khỏi về giàm cựu chiến binh Vũ Ngọc Ước số thôn Việt Thanh xã Thành Hưng huyện Điện Biên bườn hà vì bắt nừng cầu hỏi trên xếp ếch thầu ước bày bộ đội khẩu đại đội giảm xếp dòng tiểu đoàn xếp bét sư đoàn giảm hỏi sao cuồng bàng xuân sức Mỹ chất mương thầu bom cắp bìn hỏng bàn phương xung lại nả trần ác tràn nằng chu phiền xôn xao Tây Nguyên chiến dịch Hồ Chí Minh trên lang thầu ước hở hủ tàu họt khẩy chăm pha cò khảm cài xí xếp cầu pì ha và chơ ngắm họt chu pì nòng bản phương ngam tuổi xếp bét sao pì bòm xôn xao hẳn cả lây mò bồng kinh nằng phiền xôn xao thầu cò kèn chờ ha và bừa nên xuân đà tư tàng khổng bản mương chủ ai cỏ xôn sơc hàn cả bấu tia rằng đu lượt vầy dần mương hâu để kiến rú cuồng luôn trung yên bản sáng thì sinh ra và lớn lên thì trong cái giai đoạn đất nước là bị giặc Mỹ xâm lược. Bác là thanh niên lúc đó thì Lâm mò khỏi o ma cánh nhá khẩn quần nham bản mương chúa sức Mỹ chất mương phăng tòi quam khai hịa khòng bản mương khỏi bày bộ đội xôn sức Mỹ nham nằn khỏi đẩy sung xôn sức nằng kỳ hạt trần nhá xương bàng xôn sức mua xuân bị bắt nâng cỏ hỏi trên xếp hạ bằng xuân bè chiến dịch Tây Nguyên chiến dịch Hồ Chí Minh trên lang quần tên mê chù nả trần hư bằng xuân sắc khẩu buồn mê thuật men nả trần khỏi bố mi chơi đờ lưng nhằm nằn tập cá viên cưng mi nhằm lưng kiền khẩu không còn thời gian nào để mà ăn nữa. Bánh khay hùa chở quân lính nằng nả trần mớ ăn lò tàng tánh quỷ hươn chu hươn lại kêu chân bình chăm pha hảo hanh yếu nòi ha và sầu lân xào hà chóng hanh mà bè kinh tế sủ chu khoa học mớ khẩu dê dườn vèn xanh xương kêu chân bình Bùi Văn Soái chú thôn Thanh Sơn xã Nóng Luông huyện Điện Biên chăm pha hảo hanh yếu nòi chuộc tẹt ban xí xếp hạ phân hỏi ha và các hùa chờ chóng châu hượt khẩn khòng côn lính thầu cò chóng hanh tí hậu châu hửa khuất nòng tảnh phà tảnh liềng sát xính bết cái hát nan họt khẩy chầm băn nừng thơ môn nòng tảnh phà mỏi pì chu hơn thầu khải o trở lạt sòng chu bà nhứa mỏi chu chầm tấn nừng té luông dệt sườn tảnh liềng sát xính mỏi pì thù ma mơ cài hốc xíp chiều mặn ngơn cho nên bây giờ thì về thì thực tế mà nó chỉ có làm cái việc nhàn thôi thì chăn nuôi con gà con quế rồi dọn dẹp linh tinh trong nhà cây nỉ khỏi trắng dưới đầy vỉa bầu thôi tành cấy tành pà tòn tâm hơn xảo thôi na hư chu nà khỏi chi hở xấu chẳng dệt bừa chảo cỏ thảo lèo cài chiếc xếp bì lèo ha và bừa lụt làn
vừa chu hơn sân hàn chầu dệt đầy lắm tờ đỏ dệt. Bày cứu tiền mương chi cho dừa chu kiều chiến tình sầm nhỏng ảng mang người lang xôn sơ cản cả luôn lây mò bổng kinh khổng chu pin hồng bản phương vầy chạc ầu nem xuân đà tư tàng hở bản mương xương mượt nỉ. Trương Pin Hồng Hoa Sường năm dệt đề án, nếu chưa tròi dừa dễ hơn cả sàn hở chuôn cặt, cho mong bốn sườn chết xíp bì, xôn pe sắc tày, nặng điện biển phủ. Tình điện biển mi hà băn chua hơn cặt áo cặt, đầy nhái ma kình rú, nặng cuồng chu đàng hơn bở. Cuồng nằn mi cải băn nừng chua hơn cặt, đầy dường lang pháo môn, mi hơn mặn nà quảng khoảng kình rú. Nếu chưa bò mè, chóng hanh dệt sườn, nho sùng tơi kín rú, cầm quyết hượt khẩn, khói cài cạt cung. Cõn nỉ chua hơn lung lo vằn rình, côn khờ mú rú bản hùa pe ra thành luồng huyên điện biển, kín rú cuồng đàng hơn cạp kẹp hiếng chai hắc bé. Năm dệt đề án dệt hơn cả sàn hở chua hơn cạt, cho mương bốn sườn chiết xíp bì xuân pe sức tay nặng điện biển phủ. Lung đầy choi dừa hạ xíp chiêu mặn ngơn dệt hơn mở kỉn rú. Vầy tảng đầy hơn quảng đàng sùng xương khê nỉ, lung cỏ củ tấm pi nòng hò xong cánh ngẩn hăng chính sách xã hội huyền, hỏi nừng hạ xíp chiêu mặn ngơn, bòm các bò mè cuồng bàn choi dừa mưa cồng tảng tánh. Quảng đảng hơn mở quảng cài chết xíp thưa môn, lung rình bảo giấu rằm đầy luông muồn mưng, chơ lang phở chở môn mi hơn mặn nà kìn rủ, khầy có đầy dương lang phở. Đang hơn nước trời hà xếp chiêu, về cụ cấm lở nông ban nông quang sau ông hộ ở cụ, chẳng lẽ lăng hơn dũ kinh mi dũ đi chẹp, xin có cảm ơn nhỏ mưa khưng, khuyên các ban ngành cán bộ của mi đảng mi hơn nước trời hơn hỗ trợ nàng bản thì cái lấy húc hơn hỗ trợ ngày hơn hỗ trợ là mình suốt là hà chín triệu là húc hơn là tên ăn đòi ai nong lu lan ở là cứ ở gần nhất gần kín có mẹ nàng bản hơn nè. Điện biển mình nừng cuồng chủ tình mi số chú hơn cạt lại xưa cuồng tinh cá mương tò cài sao hốc phân hơi tòi biển mài cón chơ năm dệt đề án không cầu tinh cá tình nhang giáo chết ban hà hồi chú hơn cạt áo cạt đàng kín rú cuồng bưng đàng hơn mung ca phả mày hiếng chai hắc bé tọp hôm nàng chú bản cuồng bò mè chú chừa nòi côn rú phổng sùng lắc háng táng tì luông hủ trang diệt dườn nhăng lốt giòn, chơ đề án không cầu đầy trên cải năm dệt, cò choi dừa hạ băn cho hơn cạt áo cạt, tè tiếng đơi kiển rú yển trờ diệt dườn. Quảng nằn mi cải băn nừng hòi nừng xàm xíp cho hơn khói cải cắt cung ướt ra, cảnh cầm quyết chóng hanh hượt khẩn, khảm khỏi cắt cung ướt ra. Khói nơi cử bên khó khăn hình, mình diệt dườn có vước cùm phèn đục phèn đàn hàng bản mương cả nhăng để hiện biến thư mình nhăng mà giúp mà rửa hỗ trợ hở đáng ngân mình anh khỏi cử diệt đầy đáng ngân qua bút phồn hoa sơ phèn đục phèn đàn cử áo yển chờ khay ý cử khỏi cử chế biến áo mi chờ hành diệt dườn tao bản tao khoáng khay nà
vậy mi đầy luôn muôn sườn tè tiếng bòn kiên rú ăn men luôn trọng hanh quầng chằm sòng hỏi mừ bòm hôm hanh ca sàn khổng chu cấp ủy chính quyền địa phương cảnh dần bay chu chừa côn quầng tỉnh lần xưa là bản uẩn ba năm dễ đề án nẳng chu địa phương cò có tặng chu tổ công tác lân chơ lông bày chu phòng bứng le kiểm đủ vỉa trên cái năm dệt lập tân kẻ khầy dạ cha khát khổng cảnh nếu chưa chù chua hơn tặng sau hơn rào nhận bào men toi tát bùn cải trên cái năm dệt ủy bản mặt trận tổ quốc Việt Nam chu cấp quảng phòng còn nếu chưa chủ mũ vũ trang cán bộ đoàn viên hội viên cảnh dàn bay bòm chôm hạp choi dừa cài hoi nâng băn mửa cồng choi dừa chu chu hơn cạt bẻ hơn cẩu tằng hơn mở tả o cá ngơn cài sao bẻ tỉ mằn. Chúng ta triển khai đề án này với một sự chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở và sự có đồng lòng xung hau trên cái năm dệt đề án không cầu cấp luôn quần ba cảm quyết té tỉnh hót cơ sở cánh luôn bom sùm chờ chóng hanh chôm hạp khổng dần bay cỏ tạ luôn búc chưa quầng dần bay xung khỏi nhằn danh sùng luôn chóng hanh khổng dần bay quầng tỉnh lần xưa lò chu chua hơn đẩy trực châu choi sửa dệt hơn rú lồng cài đề án để xung hau cò diệt đi vì nếu chưa dần bay tọp hôm hỏng ca sàn tinh lại dần bay vậy trên cái nàng vệ dệt minh nghĩa chính trị xuất đi cần sẵn chô mương bốn sườn chết xếp phí xôn pè sắc tay nặng Điện Biên Phủ. Đề án diệt hơn ca sàn hở chú hơn cả tỉnh Điện Biên chú mương bốn sường chia xếp bì xôn pè sức tay nặng Điện Biên Phủ men chương trình minh nghĩa chính trị xã hội cần sẵn vỉa tảng lèo hạ băn đảng hơn ca sàn cò vào khơn hòa chờ trách nhiệm sùng cảm quyết chính trị nhớ luồng khổng cấp ủy chính quyền địa phương cuồng trên cái năm dệt đề án nếu chưa đẩy luông bom sùng chờ không tính lại dần bay chú chưa hơn cạt cò khàn khang tằng sau hơn rào bòm cấp luôn choi dừa khòng bom me bản khuống hãy đối sao hơn là vẫn đủ khả năng diệt bơm minh nhận lực đã xuống khỏi báo cáo ban chỉ đạo là tiếp tục là vận động các lực lượng ví dụ như là các đoàn viên thanh niên hội viên cấp trưởng ban các mặt trận lực lượng công an ấy thôn nội trưởng đông giúp dần ấy làm sao giết hở dân là mỹ đảng hơn du bảy hùa ấy còn ngoài ra mắn cho đẩy anh đâu mà cho diện đâu mà đâu để tới hơn là cố gắng là củ cầm ấy củ cầm cả doanh nghiệp ấy củ cầm cả ấy nọ ải nong pi nong ấy mà diệt hở mắn đẩy đảng hơn là đảm bảo cái diện tích hay các bà sam cứng tôi hơn nước yêu cầu tôi biển mày khi ni tỉnh Điện Biên nhăng cài sòng pan chu hơn cạt đàng kiên rủ quầng hơn mông ca phả mày hiếng chai hát bẻ cần đẩy choi dừa khai nỉ mặt trận tổ quốc chu cấp đàng xếp tạm nếu chưa khe hịa chu tổ chức cá nhân chu côn chở quàng sàng giao choi dừa quỹ bừa côn cát khổng tỉnh vậy tỉnh Điện Biên mi bón nhằn choi dừa chu hơn cạt phải nói là trong quá trình triển khai làm thì phải nói là bà con rất là phấn khởi. Cuồng gian trên cái diệt hương cà sàn có đầy po me dần bay bòm sùm chờ chôm hạp. Cuồng gian chi họt vậy tạ luông mà khầy cánh khảm khỏi khát cung ưu ra hưởng hy đối cấp chú hân cạt. Mặt trần tổ quốc huyền, chi xếp tám nếu chưa chú côn trẻ quảng sàng giao, có hôm tròi sửa quỹ bừa côn cạt, vậy tròi sửa po me hư khẩn khói cài khát cung ưu ra. Quyên góp, ủng hộ quý người nghèo. Chơ côn cạt có tè tiếng đơi kiển rú báu chom to mi cài pan nừng hỏi nừng xàm xếp cho hơn khói cài cắt cung ư xa hư hàng pì nặng tỉnh Điện Biên chi mi hàng pan cho hơn khói cài cắt hay cầm quyết hượt khẩn khảm khói cắt cung ư xa hừng pì trương pì nòng hát sườn
Ma Giảm, Điện Biên, Côn Khe, Báo Chom To, Đại Ín Muôn, Sử Giảm, Sọ Hù, Ma Phổng Đình, Cách Nì, Chết Xíp Bì, Cò Diệt Bình, Lang Pe, Điện Biên Phủ, Giàn Hăn, Tô Phèn, Mương Lùng. Chơ Khẩn Ma, Điện Biên, Côn Khe, Nhân Đại Kình Chim, Chù Tàng, Trương Kình Chẹp, Nát Trở, Té Trương Pá, Hồng Pu. Bòm Nằn, Côn Khe, Nhân Đại Kình Non, Giang Dòm, Nàng Chú Bản Khuống, Hồng Po Mè, Côn Tay. Bòm In Ấn, Ổ Tô, Muôn Hòm, Cắp Chua Hơn, Po Mè, Bản Khuống. Nhằm nỉ tinh cá mương bòm phòn nương, chôm mưng bốn sườn trên xếp bì xôn bè sức tay nằng Điện Biên Phủ. Côn Khe Khẩn Ma Giảm, Điện Biên, Mử Hương Lại. Nọ Ma Bứng Le, Dử Giảm, In Ớn, Chú Bón, Trần Ngam, Phồng Pá, Mương Pu, Bường Bắc, Điện Biên. Sò Hù, Cánh Ma Giảm, Chú Khùng, Trên Lang. Côn Khe, Nhanh Đẩy, Kiền Chim, Chú Trương Kiền Chẹp, Ải Hòm, Khòng, Bò Mè, Giàn Bay, Rút Nỉ. Ỉ, Cỏ Mệt Nham, Vầy, Côn Khe, Dù Lịch, Sò Hù, Ma Nên Trần, Văn Hóa, Trên Lang. Hồng Bò Mè, Chu Chừa Cun, Cuồng Phồng. Bừa Văn Hóa, Tánh Đà, Trường Kiền Chẹp, Ai Hòm, Tả Nên Trần, Hồng Từng Phồng, Kiền Dú. Men Khủ Cơn Sẵn, Tả Luông, Nát Níu, Côn Khe, Ma Giảm. Có Phu Phân, Búc Chưa, Chiên Báo, Cáo Trà, Mả Khầy, Dù Lịch. Nếu Chưa, Lại Khe, Khẩn Ma Giảm, Điện Biên. Khách du lịch thì ngoài người ta tham quan những cái di tích lịch sử danh lam thắng cảnh. Cắp Côn Khe Ma Dù Lịch, Nọ Bè Giàm, Chu Khùng Chân Lang, Bón Trần Ngam Sáng Sường, Hư Trường Kiền Chẹp, Ai Hòm, Hồng Bò Mè, Chu Chừa Côn, Cò Mèn Nen Trần Văn Hóa, Đầy Lại Côn Khe Nát Trờ, và Nen Trần Văn Hóa Nỉ, Đầy Chân Cái Dệt Tỉ Xưa Mớ, Hư Chi Nếu Chưa Để Lại Côn Khe, Khẩn Ma Giảm Lại Xưa. Nằng Hơn Hang Tồng Na Mương Thành, Dũ Bản Bồm Là, Xã Thành Sương, Huyện Điện Biên. Chú Côn Đàng Phòng Cằn Khăn Tánh, Chú Trương Kiến Chẹp Ai Hòm, Khòng Po Me, Chú Chờ Côn, Chuồng Hong Khe Đặt Kiến Khẩu. Cấp Chú Trương Kiến Tánh Đàng Ngai, Ai Hòm Kiến Chẹp, Té Phác Nó Hà Cá Pá Pu. Cài Chú Trương Kiến Luông Tánh Đà Cò Vầu Khẩn, Nên Trần Văn Hóa, Hịt Khăng Tòng Trần, Nết Kình Liêm Dú Khòng Bò Mè Chừa Côn Mi Tỏi, Cuồng Nằn Mi Bò Mè Côn Tay. Vầy Mi Chù Trường Kiền Chẹp Ải Hòm, Chọp Trờ Côn Khe, Hơn Hang Lâng Lửa Ẩu, Chù Trường Kiền Chân Bẹ Sờ. Xưa Nạt Mở, Tịa Nhạt Bảo Bẹ Sờ, Tiên Ản Trường Kiền, Lâng Đẩy Hơn Hang Mệt Mốc Vòng Trờ. Nhà hàng khỏi đó cái hình cháu mà mở hình đẩy hốc chết vườn mà đẩy thu hút để khách mà kín thường xuyên nó nhất là khỏi về nhất là về khuôn viên nó phải sạch sẽ gọn gàng, các bà cháu chọn chủ yếu khách Mapi đó là mới trải nghiệm ẩm thực dân tộc Thái nên là cháu chuyên nấu các món của Tây hâu như cái bá bình tô và nhớ phò. Khâu quan trọng đó là bên chọn thực phẩm nó phải tươi sống, đó là đội ngũ nhân viên nhà hàng nó phải niềm nở đón khách, đó là khách đã mà giao lưu tinh cư nó vẫn biết là chương trình giao lưu văn nghệ bản sắc vẫn phải tay hơn, phải thu hút khách du lịch mà trải nghiệm. Chù Trường Kiền Đà Pan Tòn Tiếp Khe, Bòm Mèn Trường Kiền Trên Lang Tánh Đà Ngài, Dương Cái Tay Bà Huổi Cánh Phác Cút Nằm, Phác Bàn, Phác Hạ, Ý Men Chu Tàng, Phác Kiền Chẹp, Nát Trờ. Món phác chụp nó ở kiếp ít bá mà, gọi là an toàn thực phẩm đấy. Mì phác hạ, phác nằm, phác bàn nó, trường gia vị chụp nó mượt, mới khén, khinh hòm vô mây, sở hữu chụp, khinh khá. Xung khỏi bò bà Đoàn Thị Thanh Hà, Côn Khe Rú Cá Hà Nội, Đàng Bòm Cáp Đoàn Kiền Khai, Nằng Hơn Hang Tồng Nam Mương Thành, Rú Xã Thành Sường, Huyện Điện Biên.
chơ đại thảm mát chù trường kình bà hà nát trở và y men tưa câu khẻ bà khẩn mát giảm điền biền cánh đầy kình chim trường kình chẹp khòng bò mè quân tay chù trường kình cỏ áo la bà cỏ nát trở mỏi trường kình bòm nát nu chọp trở mi phết mi hơn ải hòm ma ướt ma khén kiền chẹp nát nua. Tôi lên Điện Biên lần này là lần đầu tiên và hôm nay tôi được đến nhà hàng cánh khỏi khẩn ma giảm Điện Biên y men tưa cúc khẹ cánh tẩy kiền chim chu trương kiền chẹp khòng bò me chu chờ côn nặng hơn hang tông nam mơ thành trương kiền đờ cò chẹp nát chờ lưng xưa lò phát chụp và tình cái quang bưng trường kiển nỉ chăm và áo lạ ha và cò kiển chẹp nắt nua quần ban khẩu bố chăm to khỏi sừng chẹp lại cuốn có bòm cằn sừng tựa lằng khỏi chiếc áo cá chu hân khẩn ma giảm tiền biển vầy kiển chim chu trường kiển chẹp nắt chờ khòng bò me cuốn tay rú nỉ mèn hơn hang hính khẩu dệt vỉa dàn lả bườn sàm bị sóng ban bài sao xí ha và côn khe ma đặt cánh kiền khẩu nặng hơn hang tà vô quán nặng bàn na lành phường thanh trường thanh phố Điện Biên Phủ cỏ lầy lần xưa lò nham Điện Biên đằng trên cái chu nàng vỉa cho mâng bốn giường trên xếp bì xôn bè sắc tày nặng Điện Biên Phủ xương khay nỉ ma nỉ côn khe vòng mi lang áo để kiền chim chu trường kiển chẹp hạ ngài trên lang khòng bò mè côn tay dương bả tình phát hạ chụp cắp nó bó cò lò cành bòn cắp nằng quay nọ nản o vầy ngài tì hở khe rằng dòm hơn hang có bòm cắp số nừng chu hơn cuồng bản tạp vô phường thanh trường thanh phú Điện Biên Phủ khầy dịch vụ hơn rằng dòm bản cuống chuồng hong khai ma giảm rằng non sủ xương chu hơn bả lo thị thu dấu bản tạp vô sủ mết luông quảng hoàng bẹ sờ khòng hơn hẳn đàng hơn chuồng hong tẻ giáo hả xếp côn rằng non chu hơn bả cỏ phầy ngân o sử sứa pha chuồng hong khe ma rằng non té chơ khẩu trên cái năm dệt đầy chằm vườn nừng chu hơn bả tòn tiếp đầy dưới đoàn khe ma rằng non bản vâng mỏi đoàn té sao họ sàm xếp côn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đó, đẩy chỉ đạo của phường vận động bọn phụ đám mít hơn quảng đấy, dệt nhà nghỉ cộng đồng hở khách cứ ấn mai ỉn mà non, mà cảm nhận không khí Điện Biên xúc hỏi cờ chuẩn bị sứa pha ton hơn gọn gàng sạch sẽ đón các đoàn khách má. Hồ đề lang áo khòng khe rủ lịch, chơ khẩn ma giảm Điện Biên, ăn lò xào hà ma ngườn lang, xào hồ ma ne chăn văn hóa, khòng bò mè chù chờ côn, lần xưa lò bò mè côn tay. Chu hơn bà ca thị ún, số bản khá xã Mương Phăng thành phố Điện Biên Phủ. Cỏ phầy ngân o, tặng hơn hàn trên lang, cánh khải dịch vụ rủ lịch bản cuống home stay. Bòm các hiểm bày cánh bên khầy nên chăn văn hóa bò mè côn tay vầy hở khe ma dự giảm in muôn nọ nản o bòm các chú đồi khắp xe cuồng bản khẳng khang chuồng hong in muôn khắp xe tòi lang áo khòng khe cải nằn có phong phân tướm ten hồng cà sàn chủ chừa côn hồng kiên vừa càng chủ phòng các nên chăn sáng sường dù lịch bản cuống nặng Điện Biên trên lưng mèn luông nếu chưa khai mà dừa giảm yển buồn chơ khẩn ma xào hà xào hồ ma nên chăn văn hóa dù lịch phòng bường bắc cánh va tón tìn Điện Biên Phủ trên lang chương trình quam tay Hồng Đài Phát Thanh Truyền Hình tỉnh Điện Biên hot nì dò sang cón hèn pò thanh lại pome pinong cuồng chương trình tưa lằng và pome pinong chia lê lau chương trình mời pinong khẩu website điện biên tv vn youtube đài truyền hình điện biên
Facebook Đài Phát thanh Cánh Truyền hình Điện Biên. Chôm Tạ Khắc Trao Pinong.